Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì đến hẹn lại lên. Hôm nay mình lại lên làm một cái video hướng dẫn cho anh em mở cái khóa mật mã hàng ngày để kiếm về tài khoản của mình là 1 triệu xu nhé. Đấy thì là cái ngày hôm qua là cái máy của mình nó bị lỗi hay làm sao đấy mà mình không thể nào mở được cái khóa mật mã ra. Đấy thì ngày hôm qua là mình không thể hướng dẫn được cho anh em. Thì đến ngày hôm nay là ngày 17 tháng 6 nha các bạn nhé. Mình lại vào làm cái video hướng dẫn cho anh em mở cái khóa mật mã này. Đấy, để cho anh em kiếm về tài khoản là 1 triệu xu nhé. Đấy thì nó cũng như là mọi lần thôi. Đấy, ở trên cái góc trái thì là anh em chạm vào cho mình là 3 lần vào cái chỗ thu nhập mỗi lần chạm nhá, 1, 2, 3. Ok, khi chạm vào đấy 3 lần thì một cái thanh mật mã hàng ngày và bên này nó là 1 triệu xu nó đã hiện ra đúng không ạ? Đấy thì là bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mở cái khóa mật mã của ngày hôm nay. Thì cái khóa mật mã của ngày hôm nay nó là chữ token. Chữ token này thì nó bao gồm tất cả là 5 ký tự. Ký tự đầu tiên là chữ T, ký tự thứ hai là chữ O, ký tự thứ ba là chữ K, ký tự thứ bốn là chữ E và ký tự thứ năm là chữ N. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi mở từng cái ký tự một nhé. Thì ok, cái ký tự đầu tiên là chữ T thì anh em cho mình là một giữ này, một giữ này. Ok, thì cái ký tự thứ hai là chữ O thì anh em cho mình là 3 giữ nhé, một giữ này, 2 giữ này, 3 giữ này. Ok, ký tự thứ hai chữ O đã được mở ra và ký tự thứ ba nó là chữ K. Chữ K thì anh em cho mình là một giữ, một chấm và một giữ nhé, một giữ này, một chấm này, một giữ này. Ok, ký tự thứ ba chữ K đã được mở ra. Tiếp đến là ký tự thứ tư chữ E thì anh em cho mình là một chấm nhé, một chấm này. Ok, ký tự thứ tư đơn giản mở ra luôn rồi, chữ E. Và ký tự thứ năm nó là chữ N thì anh em cho mình là một giữ và một chấm nhé, một giữ này, một chấm này. Ok, đấy, cái khóa mật mã của ngày hôm nay nó là chữ token gồm 5 ký tự thì chúng ta đã vừa mở ra được rồi. Đấy, thì bây giờ là mật mã hàng ngày, mã bị bẻ khóa, bạn là một thám tử thực sự và bây giờ chúng ta chỉ nhận giải thưởng thôi, nhận giải thưởng. Ok, đấy thì khi mà các bạn nhận giải thưởng thì là cái 1 triệu bên này nó có một cái tích xanh, đấy là coi như là các bạn đã thực hiện xong cái nhiệm vụ ngày hôm nay. Đấy, thì ok, bây giờ mình sẽ tạm dừng video ở đây. Đấy, nếu thấy video này của mình nó hay và nó hữu ích, nó giúp cho các bạn thì các bạn cho mình xin một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Và các bạn muốn tham gia cái Hunter Combat này cùng với mình thì ngay ở dưới phần mô tả của video này mình có để các đường link mời các bạn cùng vào tham gia. Đấy thì các bạn có thể bấm vào những cái đường link đấy để vào tham gia nhé. Ok, một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào video lần sau. Chúc các bạn thành công.